Rất chân thành cảm ơn sự trở lại của quý vị để nghe một vài tin về Việt Nam, quý vị nhé. Ngân hàng Thế giới và nước Úc hợp tác với nhau để giúp cho Việt Nam hồi phục sau đại dịch COVID-19. Bản tin nói rằng Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Úc đã đồng ý mở rộng hợp tác chiến lược tại Việt Nam với ngân khoản 5 triệu tiền Úc để giúp cho Việt Nam khôi phục lại nền kinh tế và cứu trợ người dân bị tác động do đại dịch COVID-19. Đó là trang mạng của Ngân hàng Thế giới World Bank, gọi tắt là WB, cho biết như vậy hôm 24 tháng 6. Ngân hàng Thế giới nói rằng ngân khoản 5 triệu tiền Úc là do chính phủ Úc tài trợ và do Ngân hàng Thế giới quản lý, bổ sung cho chương trình đối tác chiến lược Úc World Bank giai đoạn 2, nhằm giúp cho chương trình phát triển của Việt Nam thông qua việc trao đổi kinh nghiệm và tư vấn về chính sách. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đó là ông Usman Dion đã giải thích như sau. Ngân sách hỗ trợ bổ sung này sẽ góp phần giải quyết những thách thức trước mắt và những nhu cầu chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn sau COVID-19 bằng cách là hỗ trợ cho các lĩnh vực quan trọng như phát triển lĩnh vực tư nhân và hội nhập vào thương mại cũng như đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ kinh tế cho Việt Nam. Đó là lời phát biểu của ông Osman, chủ tịch của Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam nói như vậy. Ông còn nói tiếp là đại sứ Úc tại Việt Nam, đó là bà Robin Moody, nói là có thể Việt Nam tự hào về thành tích chống dịch của mình, nhưng thách thức kế tiếp đối với Việt Nam như với Úc là làm thế nào để lặp lại thành công trong lĩnh vực chăm sóc y tế với sự thành công trong lĩnh vực kinh tế. Bà nói, tôi lấy làm tự hào về vai trò mà chương trình đối tác chiến lược Úc World Bank đã đóng trong tiến trình hồi phục kinh tế của Việt Nam, và chương trình này phải được tiếp tục và tiếp tục có hậu quả. Đó là bản tin đầu về Việt Nam, quý vị nha. Và bản tin kế tiếp, vì thời gian cũng đã hết rồi, chúng tôi gửi tới quý vị, và chắc chắn là quý vị cũng sẽ rất hài lòng vì đây là con cháu của chúng ta thế hệ thứ hai. Đó là một nữ quân nhân Mỹ gốc Việt vừa tốt nghiệp trường Hải quân Hoa Kỳ. Và trong đó cô đã tự hào nói đến một điều là cô theo đường binh nghiệp để giống cha của mình. Đó là cô Manna Nguyễn, một nữ học viên gốc Việt vừa tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, đã cho biết rằng cô theo đuổi con đường binh nghiệp vì được cha truyền cảm hứng. Giống như nhiều cơ sở giáo dục khác nơi đào tạo các sĩ quan cho Hải quân, đây là lần đầu tiên một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp trong lúc đại dịch 19. Và trong lễ tốt nghiệp này thì như trường Hải quân của Hoa Kỳ, quý vị đã biết là nhiều lần Mai Tuấn cũng đã nói đến rồi, là một trong những trường rất ưu tú và phải nói là rất đặc biệt, có thể nói là thượng đẳng của các trường huấn luyện của binh sĩ Hoa Kỳ trong các ngành, đặc biệt là Hải quân. Thì Học viện Hải quân ở tiểu bang Maryland là một trong những học viện mà phải nói là siêu đẳng. Thì cô Manna Nguyễn đã được nhận vào đây và nay cô mới tốt nghiệp, và trong cái khóa tốt nghiệp này có khoảng 20 tân sĩ quan sinh viên tốt nghiệp. Và cô nói rằng sở dĩ cô gia nhập binh nghiệp này khi cô sang Hoa Kỳ chỉ mới có 10 tuổi, tức là kể như là baby, thưa quý vị, chưa có nhiều tuổi, chưa có lớn lên ở tại Việt Nam. Và cô được cha của mình là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa truyền cảm hứng cho cô bé 10 tuổi đấy. Từ lúc 10 tuổi khi sang Mỹ và cho đến bây giờ khi lớn lên thì cô đã chọn binh nghiệp vào tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, tốt nghiệp năm nay. Và thưa quý khán giả, đó là một trong những cái gương mẫu rất đáng khen ngợi. Và như lần trước Mai Tuấn nói đấy, ở Hoa Kỳ hiện nay có mấy tướng người gốc Việt rồi, thì đây là thế hệ đàn em tiếp tục theo chân của những người đi trước, rạng danh cho dòng nối Việt Nam của chúng ta ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay.
và kính chúc quý vị thật nhiều sự bình an, có những giây phút thoải mái trong những ngày cuối tuần với gia đình. Và không quên, Mai Tuấn thưa lại quý vị, VBS hiện nay đã có mặt, tức là bỏ cái studio cũ ở thành phố Huntington Beach, move về góc đường Bosa và Brookhurst. Chúng tôi nằm ở trong khu thành đệ nhất Cam Tấm. Quý vị vào đấy sẽ thấy tòa nhà hai lầu và chúng tôi nằm ở trên lầu. Quý vị đi vào phía bên trong, cái đầu nhà phía bên trong, chứ không phải cái đầu nhà phía đường Bosa. Quý vị vào phía đầu bên trong thì sẽ có thang máy mời quý vị lên lầu phòng 206 quý vị nhé. Mục đích về đây là để được gần gũi quý vị hơn, và nhất là những quý vị nào đã từng mua những sản phẩm dược thảo của VBS như JN7, rồi Vision Max, rồi các sản phẩm khác của VBS Distribution, tức là phân phối đó, là quý vị đến trực tiếp được, nó không hơi lắt léo đường đến như ở studio thành phố Huntington Beach. Mời quý vị đến tham quan và chúng tôi rất vui để được đón tiếp quý vị.